Dù đã có rất nhiều cảnh báo về sự nguy hiểm khi uống rượu pha với cồn công nghiệp methanol, thậm chí là trong đầu năm 2017 thì liên tiếp các ca tử vong vì uống phải loại rượu độc này, nhưng dường như nó vẫn chưa đủ sức răn đe với các ma men. Ngày hôm nay, đại diện Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai xác nhận lại có thêm một trường hợp tử vong do bị ngộ độc methanol nặng bởi uống cồn y tế thay rượu. Theo đó, thì bệnh nhân nam 45 tuổi ở Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào cấp cứu tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai và tử vong sau 4 ngày điều trị. Theo người nhà, thì bệnh nhân nghiện rượu và đã mua cồn y tế về để pha thành rượu uống. Bệnh nhân đến viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, co giật, tổn thương não, sốc, toàn chuyển hóa nặng. Kết quả xét nghiệm máu cũng cho thấy nồng độ methanol cao gấp 16 lần mức cho phép. Mẫu cồn y tế gia đình mang theo đến viện cũng được xét nghiệm cho thấy nồng độ methanol là 88%. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Chống độc đã ghi nhận 4 trường hợp ngộ độc do uống cồn y tế. Trong đó, một người tử vong, một người để lại di chứng trên não. Đa phần các bệnh nhân bị nghiện rượu nặng nhưng gia đình không cho uống nên đã lén lút mua cồn về pha. Nhiều người còn lầm tưởng uống cồn y tế là an toàn.